tên là Đinh Thị Kim Quỳnh, ở nhà thường hay gọi tôi là Đinh. Nhưng hồi trước giờ tôi làm cô bé, nhưng mà giờ không làm cô bé nữa, tôi tính đi về quê chăn nuôi. Hôm đó này tôi nuôi heo rừng, tôi thấy heo thịt đó, nhưng giá nó rẻ mà nó không có quê lợi, nên tôi nuôi heo rừng. Mà hả, heo rừng thì nó không ăn thức ăn được, nó chỉ ăn rau củ quả thôi. Rồi nhà thì trồng chuối nhiều, thì tôi xách chuối, mỗi lần tôi xách chuối cực quá thì tôi mới tìm ra cái đồ mà để xách chuối, xách lục bình cho nó khỏe. Thì bữa tình cờ tôi tìm lên mạng thì tôi thấy cái máy băm chuối này nó rất là hay. Tôi mới tìm lên tới thành phố tôi mua cái máy. Vì hôm đó này thì chuối nhà trồng đem về xay, xay rồi bỏ cá mi vô cho heo ăn. Thấy hôm đó này bán thịt heo thì thấy bác sĩ công an đồ hay kiếm để ăn, đa số là thấy vợ của bác sĩ mà trưởng bệnh viện Long An là ăn thường nhất. Rồi vịt xiêm, cũng nuôi cả trăm con vịt xiêm, thì thấy sắt túi sao mình cực quá, bây giờ sướng rồi mua được cái máy đa năng này rồi. Bỏ lục bình vô sát sát nó làm trong vòng 15 phút là được cả trăm ký, rồi trộn với cám với lại lúa đổ cho nó ăn thì bán được 70.000 ký. Giờ vịt xiêm ăn lúa chứ không ăn thức ăn, bây giờ vịt vịt cũng không ăn thức ăn mà heo cũng không ăn thức ăn nữa, ăn toàn là lục bình chuối cây rồi cá mi cắm gạo á. Thấy quê lợi thấy tốt hơn hồi lúc nuôi mà cho ăn thức ăn rồi sắt chung mình sắt cuốn á, ngày mình tốn thời gian rất là nhiều. Còn này mình làm chút xíu à, bỏ vô làm chừng 15-20 phút là xong và rất là khỏe. Nay chị nuôi được bao nhiêu heo rừng, bao nhiêu vịt rồi? Nay nay chị được 12 con heo nái rừng, là hôm Tết là chị ra cũng được mấy chục con. Còn vịt thì giờ chị được cả trăm con vịt mái, vịt Là chị cho ăn chuối hay ăn lục bình? xiêm. Ăn chuối cây, đa số là chuối cây rồi lục bình, tại lục bình lâu lâu chừng tuần lễ còn phải đổi món, rồi nhiều khi chị bán tạp hóa đó. Cái còn rau này kia nọ là bí bầu đồ ế về giục cho nó ăn. Rồi cái nhiều khi nó bự quá cái bỏ vô cối xay, xay cái trộn cám vô nó ăn hết. Mà heo nó ăn vậy nó không có bệnh, nó ăn rau được không nó có bệnh. Nó khi nào mà hồi lúc đầu không biết á, cho ăn thức ăn, cho ăn thức ăn cái nó ỉa chảy cái nó chết hết. Rồi sau này là cứ ăn rau cá mì rồi vậy mà có quay lại. Nay chị định mở rộng chăn nuôi nữa hay không? Chị tính mở rộng thêm, chẳng mà cứ như họ đẻ ra một con nái nào đẹp thì cứ để nái, rồi mở rộng thêm cả chục chuồng nữa.